Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Maha Siddhasana Siddhanta. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana, ở Kujinara, trong rừng Sala của dòng họ Mala, giữa hai cây Sala sông Thọ, khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Lúc ấy, Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Kampa, Rajahaga, Satvati, Sekata, Kosambi, Varanasi. Thế Tôn hãy diệt độ tại những chỗ ấy. Tại những chỗ ấy, có đại chúng Sát Đế Lị, có đại chúng Bà La Môn, có đại chúng gia chủ tin tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa, có vị vua tên là Maha Siddhasana. Vị này là chuyển luân vương, trị vì Như Pháp, là vị Pháp vương, thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kujinara này là kinh đô của vua Đại Thiện Kiến, tên Kusavati. Phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Suvavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamada của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn. Kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy 10 loại tiếng: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 bức thành bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh, một loại bằng san hô, một loại bằng sa cừ, một loại bằng mọi thứ báu. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 4 loại cửa, bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng thủy tinh. Tại mỗi cửa có dựng 7 cột trụ, bề cao khoảng 3 hay 4 lần thân người, một cột trụ bằng vàng, một cột trụ bằng bạc, một cột trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tinh, một cột trụ bằng san hô, một cột trụ bằng sa cừ, và một cột trụ bằng mọi thứ báu. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 hàng cây tha la bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng bằng bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng thủy tinh, một hàng bằng san hô, một hàng bằng sa cừ, một hàng bằng mọi thứ báu. Cây tha la bằng vàng, có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng bạc. Cây tha la bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây tha la bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây tha la bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây tha la bằng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng sa cừ. Cây tha la bằng sa cừ, có thân cây bằng sa cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây tha la bằng mọi loại báu, có thân cây bằng mọi loại báu, có lá và trái cây bằng mọi loại báu. Này Ananda, khi những hàng cây tha la này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý mê ly khởi lên, cũng như 5 loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý mê ly. Cũng vậy, Ananda, khi những hàng cây tha la này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu ở tại kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc, rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo những âm điệu của những hàng cây tha la này khi được gió thổi.
Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đủ 7 món báu và 4 như ý đức. Thế nào là 7? Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến vào ngày Bồ Tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện để trai giới, thời thiên luân báu hiện ra, đủ 1000 cộng xe, với vành xe, trục xe, đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, ta nghe như vậy, khi một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bồ Tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện trai giới, nếu có thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là chuyển luân vương, như vậy, ta có thể là chuyển luân vương. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước, và với tay phải rưới nước trên xe báo rồi nói, này xe báo, hãy lăn khắp, này xe báo, hãy chinh phục. Và này Ananda, xe báo lăn về hướng đông, và vua Đại Thiện Kiến cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Và này Ananda, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Đại Thiện Kiến an trú, cùng với 4 loại binh chủng. Này Ananda, các địch vương ở phương đông đến ý kiến vua Đại Thiện Kiến và nói, hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương, tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua Đại Thiện Kiến nói rằng, không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống cho thích nghi. Này Ananda, tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, rồi xe báo lăn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên, rồi lặn về phương nam, lặn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên và lặn về phương tây, lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lặn về phương bắc. Và vua Đại Thiện Kiến cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Đại Thiện Kiến an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này Ananda, các địch vương ở phương bắc đến ý kiến vua Đại Thiện Kiến và nói, hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương, tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Này Ananda, tất cả địch vương ở phương bắc đều trở thành chư hầu của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, xe báo ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện xe báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa này Ananda, voi báo xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, 7 xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Uposatha. Thấy voi báo, vua Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ rằng, lành thay được cưỡi con voi này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này Ananda, như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến để thử voi báo này, sáng sớm, cưỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện voi báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa này Ananda, ngựa báo xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, đầu đen như quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báo, vua Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ tốt đẹp thay được cưỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này Ananda, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến để thử ngựa báo này, sáng sớm cưỡi ngựa, đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện ngựa báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa này Ananda, châu báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có 8 mặt, khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần.
Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến để thử châu báu này đã cho dàn bày 4 binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, nữ báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báu này êm mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở thành ấm áp, khi trời nóng, trở thành lạnh mát. Này Ananda, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Đại Thiện Kiến, mọi hành động làm cho vua thỏa thích, yên lành, khả ái. Này Ananda, nữ báu này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Đại Thiện Kiến, huống nữa là về thân thể. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, gia chủ báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, chứng được thiên nhãn do nghiệp dị thuộc sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Gia chủ báu này đến vua Đại Thiện Kiến và nói: Tâu đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản của đại vương. Này Ananda, thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến muốn thử gia chủ báu này, liền cởi thuyền, chèo ra giữa sông Hằng và bảo gia chủ báu: Này gia chủ, ta cần vàng. Tâu đại vương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này gia chủ, ta cần vàng ngay tại đây. Này Ananda, khi ấy, gia chủ báo thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu với vua Đại Thiện Kiến: Tâu đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại vương, làm như vậy đã được chưa? Vua Đại Thiện Kiến trả lời: Này gia chủ, như vậy là đủ. Vua Đại Thiện Kiến trả lời: Làm như vậy là được rồi. Này gia chủ, cúng dường như vậy là được rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện gia chủ báu của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo. Vua Đại Thiện Kiến khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lui thì lui, khi đáng dừng thì dừng lại. Vị này đến tâu với vua Đại Thiện Kiến: Tâu đại vương chớ có âu lo, thần sẽ cố vấn cho đại vương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bảy báu như vậy. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức thứ nhất của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, lại nữa, vua Đại Thiện Kiến sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ hai của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, vua Đại Thiện Kiến ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ ba của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính, yêu mến. Này Ananda, như người cha được các người con ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính, yêu mến. Này Ananda, như những người con được người cha ái kính, yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, các vị Bà La Môn và gia chủ được vua Đại Thiện Kiến ái kính và yêu mến. Thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến đi đến hoa viên cùng với bốn loại binh chủng. Các vị Bà La Môn và gia chủ đến vua Đại Thiện Kiến tâu rằng: Tâu đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. Thế nhưng vua Đại Thiện Kiến lại ra lệnh cho người đánh xe:
Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị Bà La Môn và gia chủ lâu dài hơn. Này Ananda, như vậy là như ý đức thứ tư của vua Đại Thiện Kiến. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, nay ta hãy xây những hồ sen giữa các hàng cây tha la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Thế là vua Đại Thiện Kiến cho xây các hồ sen giữa những hàng cây tha la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Những hồ sen ấy được lát bằng 4 loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong 4 loại hồ sen ấy có 4 loại tầm cấp, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Những hồ sen ấy được hai hàng lan can bao bọc, một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc. Hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Hàng lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trong những hồ sen này, ta sẽ cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp 4 mùa, để những ai muốn làm tràng hoa có thể lấy dùng. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp 4 mùa, để làm những tràng hoa bằng các thứ bông ấy. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những người hầu ấm cho những người qua kẻ lại. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đặt những người hầu tắm trên bờ những hồ sen này, để tắm cho những người qua kẻ lại. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quần cho những ai cần áo quần, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, đàn bà cho những ai cần đàn bà, bạc cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, trên bờ những hồ sen ấy, cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quần cho những ai cần áo quần, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, đàn bà cho những ai cần đàn bà, bạc cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. Này Ananda, các gia chủ, Bà La Môn đem theo nhiều tiền bạc, đến vua Đại Thiện Kiến và tâu vua. Tâu Đại Vương, chúng tôi có đem nhiều tiền của này để Đại Vương dùng, mong Đại Vương hãy thâu nhận lấy. Này các khanh, ta có đầy đủ nhiều tiền bạc do đánh thuế đúng pháp đem lại. Hãy giữ tiền bạc của khanh lại và đem theo nhiều nữa cho các khanh. Các vị này khi bị vua từ chối, liền đứng qua một bên và suy nghĩ. Nếu nay chúng ta đem tiền của này về nhà, thời thật không phải. Chúng ta hãy xây dựng nhà cửa cho vua Đại Thiện Kiến. Các vị ấy liền đến vua Đại Thiện Kiến và tâu. Đại Vương, chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho Đại Vương. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Này Ananda, Thiên Chủ Sakka biết được tư tưởng của vua Đại Thiện Kiến với tư tưởng của mình. Liền gọi Thiên Tử Visakama và nói. Này Visakama, hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho vua Đại Thiện Kiến, đặt tên là Dhamma. Xin vâng tôn giả. Này Ananda, Thiên Tử Visakama vâng lời Thiên Chủ Sakka, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co, hay co lại cánh tay duỗi ra. Thiên Tử Visakama biến mất từ chư thiên ở Tavatimsa và hiện ra trước mặt vua Đại Thiện Kiến. Rồi này Ananda, Thiên Tử
Visakhamma tâu với vua Đại Thiện Kiến: Đại vương, tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là Dhamma cho đại vương. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, thiên tử Visakhamma xây dựng lâu đài Dhamma cho vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, lâu đài Dhamma này về hướng đông và hướng tây, bề dài đến một do tuần, và về hướng bắc và hướng nam, bề rộng đến nửa do tuần. Này Ananda, nền nhà của lâu đài Dhamma cao cho đến ba thân người và làm bằng ba loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến 84.000 cột trụ bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến bốn loại sàn tọa, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 24 tầng cấp bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 84.000 phòng ốc bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong phòng ốc bằng vàng có chỗ nằm bằng bạc được trải ra, trong phòng ốc bằng bạc có chỗ nằm bằng vàng được trải ra, trong phòng ốc bằng lưu ly có chỗ nằm bằng ngà được trải ra, trong phòng ốc bằng thủy tinh có chỗ nằm bằng san hô được trải ra. Tại cửa phòng ốc bằng vàng có dựng lên một cây tha la bằng bạc, với thân cây bằng bạc, với lá và trái cây bằng vàng. Tại cửa phòng ốc bằng bạc có dựng lên một cây tha la bằng vàng, với thân cây bằng vàng, với lá và trái bằng bạc. Tại cửa phòng ốc bằng lưu ly có dựng lên một cây tha la bằng thủy tinh, với thân cây bằng thủy tinh, với lá và trái cây bằng lưu ly. Tại cửa phòng ốc bằng thủy tinh có dựng lên một cây tha la bằng lưu ly, với thân cây bằng lưu ly, với lá và trái cây bằng thủy tinh. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trước cửa phòng lầu đại trang nghiêm, ta hãy cho dựng lên một rừng cây tha la, toàn bằng vàng. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trước cửa phòng lầu đại trang nghiêm, ta hãy cho dựng lên một rừng cây tha la toàn bằng vàng, và tại đây ta sẽ an tọa ban ngày. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến trước cửa phòng lầu đại trang nghiêm cho dựng lên một rừng cây tha la toàn bằng vàng, và tại đây vua ngồi an tọa ban ngày. Này Ananda, lâu đài Dhamma được hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, một dãy bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, lâu đài Dhamma có hai màn lưới chung linh, một màn bằng vàng, một màn bằng bạc. Màn lưới bằng vàng có chung linh bằng bạc, màn lưới bằng bạc có chung linh bằng vàng. Này Ananda, khi những màn lưới chung linh này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những màn lưới chung linh này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu tại kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc rượu chè,
Chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những màn lưới chuông linh này khi được gió thổi. Này Ananda, lâu đài Dhamma khi xây xong, thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa vì quá nguy nga tráng lệ. Này Ananda, như trong tháng cuối mùa mưa, khi bầu trời quang đãng, không bị mây che lấp, mặt trời mọc lên giữa hư không, khó mà nhìn xem vì hai mắt bị chói lòa. Cũng vậy, này Ananda, thật khó mà nhìn xem hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma đã xây xong. Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến lại suy nghĩ, trước mặt lâu đài Dhamma, ta hãy cho xây hồ sen tên gọi là Dhamma. Và này Ananda, vua đại thiện kiến cho xây một hồ sen tên là Dhamma trước mặt lâu đài Dhamma. Này Ananda, hồ sen Dhamma về hướng đông và hướng tây bề dài đến một do tuần, và về hướng bắc và hướng nam bề rộng đến nửa do tuần. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bốn loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, hồ sen Dhamma có 24 tầm cấp bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai loại lan can bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bảy hàng cây tha la bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng cây bằng bạc, một hàng cây bằng lưu ly, một hàng cây bằng thủy tinh, một hàng cây bằng san hô, một hàng cây bằng sa cừ, một hàng cây bằng mọi thứ báu. Cây tha la bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng bạc. Cây tha la bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây tha la bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây tha la bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây tha la bằng san hô có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng sa cừ. Cây tha la bằng sa cừ có thân cây bằng sa cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây tha la bằng mọi thứ báu có thân cây bằng mọi thứ báu, có lá và trái cây bằng mọi thứ báu. Này Ananda, khi những hàng cây tha la này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi diệu khả ái, đẹp ý mê ly khởi lên, cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu lên, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây tha la này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu ở kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những hàng cây này khi được gió thổi. Này Ananda, khi lâu đài Dhamma và hồ sen Dhamma được xây xong, lúc bấy giờ vua đại thiện kiến cúng dường cho các vị sa môn được tôn kính và các vị bà la môn được tôn kính mọi sự dục lạc cần thiết, rồi vua lên lâu đài Dhamma. Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến suy nghĩ, quả này của ta do nghiệp gì, báo này của ta là do nghiệp gì mà hiện tại ta có thần lực như vậy, có oai lực như vậy. Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến suy nghĩ,
Quả này là do ba loại nghiệp. Báo này là do ba loại nghiệp mà hiện tại ta có thần lực như vậy. Đó là bố thí, tự điều, tự chế. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến đi đến cao đường Đại Trang Nghiêm, đứng trước cửa và nói lớn tiếng cao hứng ngữ sau đây. Hãy dừng lại tư tưởng dục vọng. Hãy dừng lại tư tưởng sân hận. Hãy dừng lại tư tưởng não hại. Đến đây thôi, tư tưởng dục vọng. Đến đây thôi, tư tưởng sân hận. Đến đây thôi, tư tưởng não hại. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến bước vào cao đường Đại Trang Nghiêm, ngồi trên sàn tọa bằng vàng, ly dục, ly ác pháp chứng, và an trú trong thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, rồi diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Rồi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú vào thiền thứ ba. Rồi xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm, bước vào cao đường bằng vàng, ngồi trên sàn tọa bằng bạc, an trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn, với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn, với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có 84,000 kinh thành, và kinh thành Kusavati là đệ nhất. 84,000 lâu đài, và lâu đài Dhamma là đệ nhất. 84,000 cao đường, và cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất. 84,000 sàn tọa, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tấm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tấm da thú trắng của con sơn dương, được che bởi những tán che cao, và hai đầu có gối màu đỏ. 84,000 con voi, với những trang sức bằng vàng, được che chở bằng lưới vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. 84,000 con ngựa, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. 84,000 cỗ xe, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng vải vàng, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Vajrayata là đệ nhất. 84,000 châu ngọc và bảo châu là đệ nhất. 84,000 phụ nữ và hoàng hậu Subhadra là đệ nhất. 84,000 gia chủ và gia chủ báu là đệ nhất. 84,000 người dòng sát đế lỵ và tướng quân báu là đệ nhất. 84,000 nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đây, với sừng đầu nhọn bịt đầm. 84,000 vải cô ti với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung. 84,000 loại cháo sữa buổi sáng, buổi chiều có cúng dường cơm. Lúc bấy giờ,
Này Ananda, có 84.000 voi sáng chiều đến phục vụ cho vua Đại Thiện Kiến. Rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, này 84.000 con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta, nay ta hãy để cho chúng đến, cứ cách 100 năm, thời 42.000 con đến. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến bảo tướng quân máu, này hiền giả, nay 84.000 con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta, nay hãy để cho chúng đến, cứ cách 100 năm, mỗi lần cho 42.000 con đến. Tâu đại vương, vâng. Này Ananda, vị tướng quân báu vâng lời vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, từ đó về sau, cứ mỗi 100 năm, 42.000 con voi lần lượt đến với vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm, hoàng hậu Subhaka suy nghĩ, cách đây đã lâu, ta được thấy vua Đại Thiện Kiến, vậy nay ta hãy đi để thăm vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, rồi hoàng hậu Subhada nói với các cung nữ, các ngươi hãy gội đầu, mặc áo vàng, cách đây đã lâu, chúng ta được thấy vua Đại Thiện Kiến, vậy nay chúng ta sẽ đi yết kiến vua Đại Thiện Kiến. Tâu hoàng hậu, vâng. Này Ananda, các cung nữ vâng lời hoàng hậu Subhada, gội đầu, mặc áo vàng và đi đến hoàng hậu Subhada. Này Ananda, rồi hoàng hậu Subhada cho gọi tướng quân báu. Này Khanh, hãy cho sắp đặt 4 loại binh chủng. Cách đây đã lâu, chúng ta được thấy vua Đại Thiện Kiến. Vậy, nay chúng ta sẽ đi yết kiến vua Đại Thiện Kiến. Tâu hoàng hậu, vâng. Này Ananda, tướng quân báu vâng lời hoàng hậu Subhada, cho sắp đặt 4 loại binh chủng, và tâu hoàng hậu. Tâu hoàng hậu, 4 loại binh chủng đã sắp đặt xong, hãy làm gì hoàng hậu nghĩ là phải thời. Này Ananda, hoàng hậu Subhada, cùng với 4 loại binh chủng, và các cung nữ đi đến lâu đài Dhamma, leo lên lâu đài ấy, đến tại cao đường Đại Trang Nghiêm, và đứng dựa vào cánh cửa của cao đường này. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, nay tiếng gì ồn ào như vậy, như cả một quần chúng đông đảo. Vua bèn bước ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm, và thấy hoàng hậu Subhada đang đứng dựa vào cửa. Thấy vậy, vua liền nói với hoàng hậu Subhada, hoàng hậu hãy đứng ở đây, chớ có vào. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến liền bảo một người hầu cận, ngươi hãy nhấc giường bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng Ta La bằng vàng. Tâu đại vương, vâng. Này Ananda, người ấy vâng lời dạy của vua Đại Thiện Kiến, nhấc sàng tọa bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây Tha La bằng vàng. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến nằm xuống trong dáng điệu con sư tử, về phía bên hữu, một chân đặt dài trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. Này Ananda, hoàng hậu Subhasa suy nghĩ, các tăng của vua Đại Thiện Kiến thật là sáng suốt, màu da thật là thanh tịnh trong sáng, mong rằng vua Đại Thiện Kiến chớ có mệnh chung. Rồi hoàng hậu tâu với vua Đại Thiện Kiến. Tâu đại vương, 84.000 kinh thành này với kinh thành Kusavata là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 cao đường này với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 sàn tọa này bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tấm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, với những tấm da thù thắng của con sơn dương, được che với những tán che cao và hai đầu có gối màu đỏ. Những sàn tọa này
đều là thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 cỗ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng vải vàng với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe Vajrayana này là đệ nhất. Những cỗ xe này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 phụ nữ này, và phụ nữ báu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 gia chủ này, và gia chủ báu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 người dòng họ sát đế lỵ này, và tướng quân báu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với họ. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 nhũ ngưu, với trang sức bằng vải cây đây, với sừng đầu nhọn bịch đồng này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 vải cơ ti, với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa, và vải nhung này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 loại cháo sữa, và buổi chiều có cúng dường cơm này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại vương hãy ái luyến đời sống. Này Ananda, vua đại thiện kiến nghe hoàng hậu Subhadra nói vậy liền trả lời. Đã từ lâu, hoàng hậu nói với ta những lời dễ chịu, hòa ái và dịu dàng. Thế mà nay, trong lần cuối cùng này, hoàng hậu lại nói với ta bằng những lời không dễ chịu, không hòa ái, không dịu dàng. Tâu đại vương, thiếp phải nói với đại vương như thế nào? Này hoàng hậu phải nói với ta như thế này. Tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc đều thay đổi, không có thực thể, chịu sự biến hóa. Đại vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyến chúng. Đau khổ thay, sự mệnh chung với tâm còn ái luyến. Đáng trách thay, sự mệnh chung với tâm còn ái luyến. Tâu đại vương, 84.000 kinh thành này, với kinh thành Kusavata là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 cao đường này, với cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 sàn tọa này, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tấm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tấm da thù thắng của con sơn dương, được che chở bởi những tán che cao, và hai đầu có gối màu đỏ. Những sàn tọa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ tâm ái dục với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 con voi này,
với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 cỗ xe, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những đồ trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Vajrayanta là đệ nhất. Những cỗ xe này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 phụ nữ này, phụ nữ báu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 gia chủ này, và gia chủ báu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 người thuộc dòng họ sát đế lỵ này, và tướng quân báu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 nhũ ngưu, với trang sức bằng vải cây đây, với sừng đầu nhọn bịch đồng này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 vải cô ti, với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa, và vải nhung này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 loại cháo sữa, và buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Này Ananda, khi nghe nói như vậy, hoàng hậu Subhadra buồn khóc, rơi nước mắt, và tâu với vua Đại Thiện Kiến. Tâu đại vương, tất cả mọi sự vật khả ái, khả lạc đều thay đổi, không có thực thể, thực sự biến hóa. Đại vương chớ có mệnh chung với tâm quyến luyến chúng. Đau khổ thay, sự mệnh chung với tâm còn ái luyến. Đáng trách thay, sự mệnh chung với tâm còn ái luyến. Tâu đại vương, 84.000 kinh thành này, với kinh thành Kusavati là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 lâu đài này với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 cao đường này, với cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 sàn tọa này, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tấm nệm lông dài, với vải có thêu bông hoa, với những tấm da thù thắng của con sơn dương, được che với những tán che cao, và hai đầu có gối màu đỏ. Những sàn tọa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng.
đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 cổ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những đồ trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cổ xe Vajrayana là đệ nhất. Những cổ xe này đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 phụ nữ này, và phụ nữ báo là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 gia chủ này, với gia chủ báo là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 người dòng họ sát đế lỵ này, với tướng quân báo là đệ nhất, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với họ. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 nhũ ngưu, với trang sức bằng vải cây đây, với sừng đầu nhọn bịt đồng này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 vải cô ti, với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa, vải nhung này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Tâu đại vương, 84.000 loại cháo sữa, và buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm này, đều thuộc của đại vương. Đại vương hãy từ bỏ lòng ái dục đối với chúng. Đại vương chớ có ái luyến đời sống. Này Ananda, không bao lâu, vua đại thiện kiến mệnh chung. Này Ananda, giống như một người gia chủ, hay con một người gia chủ, sau một bữa cơm thịnh soạn trở về buồn ngủ. Cũng tương tự như vậy, cảm giác của vua đại thiện kiến khi mệnh chung. Này Ananda, sau khi mệnh chung, vua đại thiện kiến sanh lên thiện thú cõi Phạm Thiên. Này Ananda, trải 84.000 năm, vua đại thiện kiến sống sung sướng đời sống của một hoàng tử. Trải 84.000 năm làm một phó vương. Trải 84.000 năm làm một vị quốc vương. Trải 84.000 năm làm gia chủ, sống phạm hạnh trong lâu đài Dhamma. Ngài tu tập bốn thần túc như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, ngài được sanh lên cõi Phạm Thiên. Này Ananda, các người có thể nghĩ, thời ấy, vua đại thiện kiến là một vị khác. Này Ananda, chớ có quan niệm như vậy. Thời ấy, chính ta là vua đại thiện kiến. 84.000 kinh thành, với kinh thành Kusavati là đệ nhất ấy, thuộc của ta. 84.000 lâu đài, với lâu đài Dhamma là đệ nhất ấy, thuộc của ta. 84.000 cao đường, với cao đường đại trang nghiêm là đệ nhất ấy, thuộc của ta. 84.000 sàng tọa ấy bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ kiên cố, được trải với những tấm nệm lân dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tấm da thù thắng của con sơn dương, được che với những tán che cao, và hai đầu có gối màu đỏ, những sàng tọa ấy đều thuộc của ta. 84.000 con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với những lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất, những con voi ấy đều thuộc của ta. 84.000 con ngựa, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất, những con ngựa ấy đều thuộc của ta. 84.000 cổ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cổ xe Vijayanata là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 phụ nữ này, với phụ nữ báo là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 gia chủ này,
với gia chủ báu là đệ nhất đều thuộc của ta. 84.000 người dòng họ sát đế địa này với tướng quân báu là đệ nhất đều thuộc của ta. 84.000 nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đây với sừng đầu nhọn bịt đồng đều thuộc của ta. 84.000 vải cu ti với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa, vải nhung, tất cả đều thuộc của ta. 84.000 loại cháo sữa và buổi sáng buổi chiều có cúng dường cơm đều thuộc của ta. Này Ananda, trong 84.000 kinh thành ấy chỉ có một kinh thành mà ta ở vào thời ấy, đó là kinh thành Kusavati. Này Ananda, trong 84.000 lâu đài ấy chỉ có một lâu đài mà ta ở thời ấy, đó là lâu đài Dhamma. Này Ananda, trong 84.000 cao đường ấy chỉ có một cao đường mà ta ở thời ấy, đó là cao đường Đại Trang Nghiêm. Này Ananda, trong 84.000 sàn tọa ấy chỉ có một sàn tọa mà ta dùng thời ấy, đó là sàn tọa bằng vàng hay bằng bạc hay bằng ngà hay bằng gỗ kiên cố. Này Ananda, trong 84.000 con voi ấy chỉ có một con voi mà ta cưỡi thời ấy, đó là tượng vương Uposatha. Này Ananda, trong 84.000 con ngựa ấy chỉ có một con ngựa mà ta cưỡi thời ấy, đó là con mã vương Valahaka. Này Ananda, trong 84.000 cỗ xe ấy chỉ có một cỗ xe mà ta cưỡi thời ấy, đó là cỗ xe Vajrayana. Này Ananda, trong 84.000 phụ nữ ấy chỉ có một phụ nữ hầu hạ ta thời ấy, đó là phụ nữ của dòng sát đế lỵ hay dòng Vailamikani. Này Ananda, trong 84.000 loại vải cu ti ấy chỉ có một loại vải sắc chất tế nhị mà ta mặc thời ấy, đó là vải gai, vải bông, vải lụa hay vải nhung. Này Ananda, trong 84.000 loại cháo sữa ấy chỉ có một loại cháo sữa mà ta dùng thời ấy, đó là cơm và đồ ăn. Này Ananda, tất cả các pháp hữu vi ấy nay đã vào quá khứ, hoại diệt và biến hóa. Này Ananda, các pháp hữu vi vô thường là như vậy, không kiên cố là như vậy, không đáng tin tưởng là như vậy. Vì rằng, này Ananda, tất cả các pháp hữu vi cần phải nhàm chán, cần phải thoát ly, cần phải giải thoát. Này Ananda, nay ta nhớ lại, như thế nào tại chỗ này, thân ta đã được chôn tất cả là 6 lần. Và khi ta sống là một vị chuyển luân vương, dùng chánh pháp trị nước, một vị pháp vương trị vì 4 thiên hạ, vị chinh phục, che chở cho quần chúng, đầy đủ 7 món báu, đó là lần thứ 7. Này Ananda, ta không thấy một địa phương nào trong thế giới loài người và chư thiên, trong thế giới ma vương hay thế giới phạm thiên, trong dòng họ Sa Môn hay Bà La Môn, mà trong địa phương ấy Như Lai sẽ bỏ thân này lần thứ 8. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi thuyết xong, Thiện Thệ bậc đạo sư nói lại bài kệ như sau: tất cả pháp hữu vi thật sự là vô thường, khởi lên rồi diệt mất, thường tánh là như vậy. Chúng được sanh khởi lên, rồi chúng lại hoại diệt. Hạnh phúc thay khi chúng được tịnh chỉ an lạc.